Xin chào, tôi là Matt Taylor và chào mừng các bạn đến với chương trình trình diễn công nghệ quân sự. Tôi sẽ mang đến cho các bạn tất cả những khí tài công nghệ cao được sử dụng trong an ninh và chiến trường, những thứ đang thay đổi hoàn toàn tương lai các lực lượng vũ trang. Trong chương trình, chúng tôi cũng sẽ thử nghiệm từ những loại tên lửa cho đến loại mũ giúp các phi công hoàng gia giành chiến thắng. Chúng ta sẽ cùng xem máy bay X cực kỳ hiện đại, kết hợp cả công nghệ máy bay cánh cố định và trực thăng. Tôi cũng sẽ được chạm vào công nghệ in 3D mới, thứ có thể tạo ra một cuộc cách mạng về cung ứng hậu cần chiến trường. Tập đầu tiên sẽ dành cho loại máy bay tiêm kích hiện đại nhất từ trước đến nay của Anh, chiếc 35B, và chúng ta đang ở Florida, gặp gỡ nhóm đã đứng sau những bộ phận cơ thể nhân tạo dành cho các vận động viên trong đại hội thể thao Invictus. Tiến bộ kỹ thuật sẽ sớm thay đổi hoàn toàn cách chiến đấu của các phi công tiêm kích trên bầu trời. Trong phần đầu của chương trình, Charlotte Banks sẽ có một cơ hội hiếm hoi tiếp xúc với cái tên lớn nhất trong giới công nghệ cao quân sự, BAE Systems. Họ là kẻ đi đầu trong việc phát triển loại mũ bay tương lai cho phép phi công không chỉ nhìn thấy trong bóng tối mà còn nhìn xuyên được qua máy bay của họ. Trong không chiến, những phi công tiêm kích số 1 của Anh phải dựa vào những công nghệ hiện đại nhất để giành ưu thế. Và một trong những thiết bị công nghệ cao trong buồng lái này thực sự có tính đột phá lớn. Tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rochester của hãng BAE Systems, các kỹ sư đang dốc sức vào giai đoạn cuối để chế tạo một trong những chiếc mũ bay hiện đại nhất thế giới. Mũ bay Striker II được thiết kế với những tính năng tiên tiến cho phép các phi công không quân và hải quân Hoàng gia Anh giành được ưu thế để chiến thắng trong cận chiến quần vòng. Nhưng trước khi bất kỳ một chiếc mũ nào có thể rời khỏi đây, nó phải trải qua những thử nghiệm khắc nghiệt. Ngay ngoài kia là xưởng, và đó là lý do vì sao tôi phải mặc bộ đồ bảo hộ nhiều lớp này. Nhưng chúng ta giờ đã ở bên trong một trong số những dây chuyền thử nghiệm quang học của Rochester với vai trò kiểm tra chức năng của mũ Striker trước khi bàn giao cho khách hàng. Và tôi hiện giờ đang có mặt cùng Mark Applegate, giám đốc vật tư ở đây. Anh có thể nói với chúng tôi một chút về những thử nghiệm đang diễn ra ở đây không? Đầu tiên, chào mừng đã đến với chi nhánh BAE Systems tại Rochester. Nói về mũ thì phi công sẽ nhận được hình ảnh hiển thị ngay trên kính chắn, do đó có khá nhiều thử nghiệm đang diễn ra trên bàn dây chuyền này. Giờ có vẻ có khá nhiều thiết bị điện tử ở phía trong, vậy chiếc mũ này bền đến mức nào? Cực kỳ bền. Trên thực tế, đây là thiết kế của một trong những chiếc mũ bền nhất thế giới, và tất cả đều vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe và an toàn cho phi công. Và nếu như phi công được phóng ra khỏi máy bay, anh ấy hay cô ấy vẫn sẽ an toàn như không có gì xảy ra cả. Khi chiếc mũ vượt qua bước kiểm tra đó, nó sẽ được chuyển tới đây, máy Thermatron, để tiến hành bài thử nghiệm có tên sàng lọc áp lực môi trường trong cỗ máy này. Chỉ trong vài phút, nó sẽ được nung nóng trong lò đến nhiệt độ 70 độ C và rồi sẽ được phun ni tơ lỏng vào để ngay lập tức giảm về nhiệt độ âm 40 độ C. Và cỗ máy này cũng có thể rung động theo ba trục, tạo ra lực quá tải lên đến 6G. Không có gì khó hiểu khi người ta gọi bài kiểm tra này là lắc và nướng. Đây là loại mũ phi công tiêm kích thế hệ mới và nó đã tiệm cận mọi giới hạn về công nghệ. Và có mặt ở đây để kể thêm cho chúng tôi nghe về điều đó chính là một người đàn ông với kinh nghiệm bay tới 35 năm, cựu phi công chiến đấu, phi công thử nghiệm Mark Bowman. Mark, anh có thể nói gì với chúng tôi về chiếc mũ này? Nó có thể làm được những tác vụ gì? Vâng, tôi thích nói đến chiếc mũ này với một danh hiệu, chiếc mũ 3 trong 1. Điểm đầu tiên, tất nhiên là an toàn và thoải mái rồi. Các phi công chiến đấu ngày nay phải được đảm bảo an toàn khi bị phóng khỏi máy bay ở tốc độ lên tới 1.100 km/h. Do đó họ cần được bảo vệ cả cơ thể và chức năng nghe khỏi tất cả những gánh nặng đó. Điểm thứ hai có lẽ là các bạn cũng đã phát hiện ra, phía bên ngoài mũ khá gồ ghề, đó là hệ thống theo dõi. Hệ thống theo dõi này sẽ có tác dụng kết nối với phi công, đầu của anh ta với tất cả hệ thống vũ khí. Do đó anh ta có thể điều khiển nhiều cảm biến một lúc. Điểm thứ ba là thứ xung quanh kính bảo vệ này chính là một hệ thống màn hình hiển thị phục vụ mọi ý đồ và mục đích, chiếu các thông tin lên ngay phía trước mắt phi công. Trên thực tế, nó là một chiếc tivi có độ phân giải cao. Vậy chiếc mũ này sẽ giúp cho phi công có những khả năng gì mà trước đây họ chưa có? Nếu tôi có thể cho hiển thị thông tin ngay trước mắt phi công, bất kể anh ta nhìn vào đâu, thì chắc chắn anh ta sẽ có cơ hội cao hơn để đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời, đồng nghĩa với ưu thế trong chiến đấu. Chiếc mũ này gần như giúp anh nhìn xuyên qua thành buồng lái nhỉ? Nó làm cách nào vậy? Một tính năng khá ấn tượng, nếu các bạn có cảm biến gắn xung quanh máy bay, ví dụ như trong trường hợp cần nhìn xuống phía dưới máy bay, một màn hình kỹ thuật số sẽ cho phép bạn chuyển những thông tin đó lên phía trước mắt phi công. Và với hệ thống theo dõi cử động, việc đó diễn ra khi anh ta đang nhìn xuống phía dưới, thì gần như anh ta đang nhìn xuyên thẳng qua máy bay xuống dưới. Câu hỏi cuối cùng, cho tôi thử được không? Tôi nghĩ là nên như vậy nhỉ? Vâng, nên thử. Vậy những thứ nó hiển thị trước mắt tôi là gì thế? Những gì chị sẽ nhìn thấy trước mắt là tình hình được hiển thị theo đường chân trời. Có các thông tin về tốc độ, cao độ, tốc độ leo cao, định vị và các thông tin khác, cho phép phi công có thể xử lý và biết được vị trí cao độ của máy bay, cho phép luôn sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống camera của chiếc mũ sẽ chuyển từ chế độ làm việc ban ngày sang ban đêm, khiến phi công không cần phải đeo kính, nhìn đêm nặng nề nữa. Nó cũng làm giảm áp lực G lên đầu và cổ phi công. Đồng thời, nó cũng hiển thị hình ảnh độ nét cao, có thể phóng to mà không giảm chất lượng. Hình ảnh sẽ phản xạ lên chiếc kính và hiển thị trực tiếp trên võng mạc. Nó kết hợp tầm mắt của phi công với camera, tạo nên một hình ảnh kết hợp giữa điện tử và thực tế. Nhờ đó, chiếc mũ Striker II thực sự là đỉnh cao công nghệ hàng không. Chúng ta sẽ quay lại với Charlotte sau một chút nữa, khi cô ấy đang làm quen với chiếc cần lái siêu hiện đại. Tiếp theo, một chiếc máy bay không người lái có thể cất cánh, bay treo và hạ cánh theo một phương thẳng đứng được biên chế từ năm 2018. Đó là kết quả của một chương trình nghiên cứu của người Mỹ nhằm chế tạo một thiết bị bay trong tương lai do DARPA, cơ quan nghiên cứu các dự án tiên tiến Bộ Quốc phòng thực hiện. Chiến thắng cuối cùng là một mẫu máy bay thử nghiệm có tên là VTOL X-Plane. Cơ quan nghiên cứu các dự án tiên tiến của Mỹ đang chuyển qua giai đoạn tiếp theo trong chương trình phát triển máy bay cất hạ cánh thẳng đứng loại mới. Họ đã giao gói thầu này cho công ty nghiên cứu bay Aurora để phát triển công nghệ dành cho loại máy bay trình diễn kỹ thuật. VTOL X-Plane Lightning Strike sẽ là loại máy bay đầu tiên được trang bị một hệ thống có tên gọi là hệ thống phân bố lực đẩy. Điều đó đồng nghĩa với việc 24 cánh quạt chìm chạy điện của nó sẽ được cấp năng từ một động cơ Rolls-Royce duy nhất. Các nhà phát triển hy vọng lực đẩy của mỗi cánh quạt có thể được điều khiển độc lập, giúp tăng cường khả năng thao diễn và độ hiệu quả. Tôi hy vọng nó có thể đạt được tốc độ tối đa là 730 km/h, nâng phần trăm hiệu quả khi bay treo từ 60 lên 75%, có khả năng chở thêm tải trọng ít nhất bằng 40% khối lượng tự thân 5,4 tấn của nó. Chiếc máy bay trình diễn kỹ thuật sẽ là loại không người lái. Dù cho vẫn còn là một trong những bước đầu tiên, nhưng công nghệ in 3D hứa hẹn sẽ mang đến sự thay đổi không khác gì mạng Internet. Một cỗ máy có thể tạo ra một vật thể rắn 3 chiều mà không cần thứ gì ngoài một tệp dữ liệu điện tử, và nó có thể cực kỳ hữu dụng cho công tác hậu cần trên mặt trận như tôi đã nhận ra. Vậy là bạn muốn một công nghệ có thể mang đến cuộc cách mạng trong quân đội, dữ liệu lớn, máy bay tàng hình, robot, hay thậm chí là những viên đạn có thể đổi hướng. Nhưng còn về thay đổi hoàn toàn ngành hậu cần quân đội thì sao? Không cần phải có những kho tàng chứa đầy những thứ kiểu cứ để đấy, biết đâu khi nào cần. Thay vào đó là một phòng thí nghiệm với những máy móc có thể chế tạo chính xác thứ bạn muốn. Và nó chỉ chạy khi bạn cần. Liệu công nghệ in 3D có thể biến những thủ kho hậu cần thành người thất nghiệp được không? Quân đội Mỹ đang sử dụng công nghệ in 3D và cho thấy rằng nó khá kinh tế. Toàn bộ thứ này tốn $45 để chế tạo. Để so sánh thì chỉ tiền mua đồ kim loại thì có thể đã tốn tới $200 rồi. Với nước Anh, Hải quân Hoàng gia đã thử nghiệm loại máy bay không người lái Drone in 3D thiết kế bởi Đại học Southampton, chế tạo tại nhà máy BATS ở Berkshire. Vậy nếu đó là điều mà nó làm được thì cụ thể nó làm như thế nào? Chúng tôi nhận dữ liệu dạng CAD hoặc thiết kế trên máy tính từ khách hàng. Sau đó nhóm của chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu. Trong trường hợp phần nào cần làm bằng nhựa, phần nào cần làm bằng kim loại. Sau đó thì chúng tôi sẽ điều chỉnh làm sao để có thể chế tạo hiệu quả nhất. Máy tính sau đó sẽ chia nhỏ dữ liệu thành những lớp cực mỏng và máy in sẽ xây dựng lại từng lớp một. Mỗi lần máy chạy, bệ sẽ được hạ xuống bằng bề dày một lớp và bột nguyên liệu sẽ được đổ lên để lấp đầy khoảng trống đó. Laser sẽ được sử dụng để nung chảy bột tại những phần cần thiết và bỏ qua phần còn lại. Và nếu như bạn nung chảy các lớp bột nguyên liệu đè lên nhau, các lớp bột mới sẽ được hàn chặt vào lớp dưới và cuối cùng sản phẩm sẽ thành một khối rắn chắc. Sau khi mỗi phần được in, nó cần được gỡ rời ra. Chúng tôi gỡ các chi tiết của chiếc máy bay không người lái với sự giúp đỡ của Dari. Vâng, đây là một quy trình cơ bản để chúng tôi rũ hết bột ra. Và đơn thuần tôi sẽ đề nghị anh bẩn tay một chút, dọn hết phần bột khỏi sản phẩm. Được rồi. À, nó sụp xuống như bột phấn rôm vậy. Vậy là tất cả đều sẽ được dọn bỏ. Vâng, anh có thể bẻ dần nó ra, nhẹ nhàng, chậm rãi. Ồ, vậy tôi có thể cảm nhận thấy phần rắn trong này. Anh đã đụng vào phần đỉnh của chi tiết rồi đấy. Được, anh có thể phủi bột khỏi nó theo hướng đó. Tôi thấy phần giữa vẫn còn hơi ấm. Đúng thế, vâng, tất cả đã ra lò từ buồng in rồi. Qua lớp lưới sàng này à? Vâng, đúng rồi. Chúng sẽ được sử dụng lại hay là đổ đi luôn? Nó sẽ được tái chế chứ? Phải, ok. Được rồi, giờ anh đã nhìn thấy phần chóp của chi tiết. Anh cũng có thể thấy nó dần lỏng ra. Vâng. Vâng, những gì chúng tôi thường làm là chậm rãi bẻ những phần bột vụn ở phía ngoài chi tiết và để nó lộ dần ra. Nếu anh thích thì có thể thử làm một lần. Vâng, vậy ra công đoạn này sẽ tốn gần 3 ngày kể từ lúc bắt đầu đến lúc chi tiết nguội đi để đạt được trạng thái như bây giờ sao? Vâng, chính xác là như thế. Sau quy trình thiết kế, và anh có thể thấy những lỗ trên chi tiết còn dính đầy bột. Nó hơi giống khi bạn còn bé, bạn thường chơi trò nặn tượng và vào lúc giữa khuôn, nó có thể nứt. Liệu thứ này có ổn không? Tôi biết nó là thứ đồ công nghệ cao hơn thế. Nó chính xác, chúng tôi sẽ thổi sạch những phần thừa còn dính trên chi tiết và làm sạch nó nhất có thể. Vậy là chúng ta đã làm xong phần kết nối cánh. Giờ hãy xem nó có lắp vừa chiếc máy bay không người lái không. Và câu hỏi chúng tôi muốn có câu trả lời ngay lúc này là liệu Hải quân Hoàng gia có tự in 3D trên tàu không? Tôi nghĩ rằng nếu các anh chọn công nghệ in 3D cẩn thận và thực sự muốn sử dụng nó, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể lắp đặt những hệ thống in đủ nhỏ, sử dụng công nghệ in bột và có bệ đỡ đủ ổn định trong một căn phòng thiết kế riêng cho quá trình này. Tôi nghĩ điều đó là khả thi nếu các anh thực sự muốn. Vậy ngay bây giờ thì nó có gì hữu ích? Vâng, nó rất hữu dụng cho việc chế tạo những chi tiết thay thế, nhưng các anh phải có bản thiết kế trước. Vì thế nếu các anh muốn mình có thể chế tạo bất cứ chi tiết thay thế nào ngay trên chiến trường hay mặt trận, ở bất cứ đâu, các anh phải thiết kế nó trước hàng tháng, thậm chí là hàng năm. Và nếu như các bạn lo lắng rằng thứ in ra chỉ là đồ nhựa kém chất lượng, thì yên tâm, một chiếc máy in 3D kim loại có thể in được các chi tiết trọng yếu cho xe cộ, ngay tại những căn cứ xa xôi nhất, chỉ trong thời gian tính bằng giờ. Và nếu như bạn vẫn lo lắng rằng nó không đủ bền, thì đây là một đoạn khung của xe đua F1 đấy. Tôi lấy nó ra cho các bạn xem để thấy ngành in 3D hay chế tạo tăng cường giờ phát triển nhanh như thế nào. Vậy nó là một quy trình kỹ thuật gồm các khâu thiết kế, chế tạo và sản xuất các phụ tùng bằng công nghệ in 3D. Việc ứng dụng nó vào ngành chế tạo phụ tùng trong quân đội có thể chậm chạp và các thủ kho vẫn không lo mất việc ngay bây giờ, nhưng chắc chắn không phải là mãi mãi. Có lẽ thế là đủ cho phần 1 của chương trình, nhưng hãy quay lại sau giờ nghỉ khi chúng tôi mang đến cho các bạn những thông số kỹ thuật của loại máy bay hiện đại nhất của nước Anh, cũng như tại Đại hội Thể thao Invictus, Florida. Chào mừng đã trở lại với chương trình trình diễn công nghệ quân sự, nơi mang đến cho các bạn tất cả những công nghệ hiện đại nhất về an ninh và trên chiến trường. Phần 2 chương trình vẫn tiếp tục với những gì đằng sau bức màn bí mật trong phòng thí nghiệm của BAE Systems. Charlotte Banks đang thử điều khiển máy bay với loại cần điều khiển vừa được phát minh, cho phép phi công cảm nhận được phản hồi từ máy bay về cách họ điều khiển nó. Nó có thể trông giống như một thiết bị điều khiển đơn giản, nhưng bên trong chiếc cần này là hệ thống điện tử phức tạp. Đó là kết quả của 20 năm nghiên cứu và thiết kế. Những chiếc cần điều khiển này được gọi là cần điều khiển chủ động nhận lệnh. Chúng được dùng để điều khiển máy bay, trong trường hợp này là trực thăng tấn công. Nhưng nó có thể làm được nhiều hơn như thế. Cần điều khiển chủ động sẽ phản hồi lại bằng lực, có thể theo nhiều dạng khác nhau cho phi công, như rung hay là lắc cần. Do đó, nếu như bạn cảm nhận được cần điều khiển khi lái máy bay về trái, bạn sẽ thấy nó tự đẩy lại khi khả năng bay chạm tới giới hạn. Thông thường những thiết bị này là thụ động, có nghĩa là thông tin chỉ được truyền đi một chiều. Họ điều khiển chiếc máy bay nhưng không cảm thấy bất kỳ thông tin nào được trả về cho phi công. Loại cần chủ động này làm được điều đó. Những hoạt động rung hay giật có thể cho phi công biết được rằng chiếc máy bay đang đạt tới giới hạn mà nó có thể làm được. Tất cả những điều này nhằm cải thiện khả năng nhận diện tình hình cho phi công, giúp họ biết được chính xác giới hạn của chiếc máy bay mình nằm ở đâu. Do đó, nó là thứ công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực này. Vậy nó trả thông tin gì về cho phi công? Điều đó giúp gì được cho anh ta khi đang bay? Nó cho phép phi công để mắt đến thứ khác mà vẫn biết được rằng khi nào thì mình vẫn bay trong giới hạn an toàn bằng cách cảm nhận lực điều khiển khi cầm vào cần. Và chế độ rung hay giật, anh ta nhận được thông qua tay, chính là cách tốt nhất để cung cấp phản hồi. Các cần điều khiển này được kết nối điện tử với nhau, nên phi công chính và phụ đều cảm nhận được người kia đang làm gì. Vâng, bất cứ khi nào di chuyển cần điều khiển, tôi có thể cảm thấy nó. Nhờ đó tôi biết được chính xác những gì tôi đang cố làm ngay khi tôi làm điều đó. Chính xác. Vì thế nếu như cô cố đẩy cần điều khiển về phía trước, trong khi tôi đang cố kéo nó lại, cô rõ ràng sẽ cảm nhận được chúng ta đang đối đầu với nhau. Điều đó giúp cung cấp khả năng phối hợp giữa phi công chính và phi công phụ. Đó là một công nghệ sẽ khiến cho các chuyến bay an toàn hơn nhiều cho thế hệ phi công chiến đấu sau này. Nó được thừa nhận là loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới, nhưng cũng là một trong những loại máy bay đắt nhất. Người Mỹ dự định sẽ chế tạo ra 3.000 chiếc như vậy, và dù có bị trì hoãn, thì một ngày nào đó, loại máy bay tàng hình này có thể cất cánh từ trên boong tàu sân bay mới nhất của Anh, chiếc HMS Nữ hoàng Elizabeth và HMS Hoàng tử xứ Wales. Vậy, máy bay F-35B thực sự là gì? Đại hội thể thao Invictus tại Florida đã cho thấy thể thao có thể giúp thúc đẩy khả năng phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng của thương binh hay các quân nhân khuyết tật khác. Trong sự kiện tại Orlando, chúng tôi đã đến thăm một bệnh viện công nghệ cao tại một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp chi giả nhằm tận mắt xem xét những phát minh mới nhất của họ dành cho các vận động viên. Ngành sản xuất chi giả thực sự tiến hóa với thành tựu khó tin. Chúng tôi đã bắt đầu với những đầu gối cơ khí. Đó đơn giản là thứ mọi người sẽ đeo để chạy với một khớp dạng bản lề cửa dành cho tất cả mọi mục đích. Và lúc đó nó không hoàn toàn thiết kế phù hợp cho việc chạy nhưng cũng có thể cố dùng để chạy được. Kể từ đó chúng tôi đã phát triển được toàn bộ một dòng sản phẩm dành riêng cho chạy hay các môn thể thao khác. Có những thử nghiệm nhằm xem xét mọi người có thể làm được gì với nó. Chúng tôi trao cơ hội cho những người mất chi thử nghiệm sản phẩm của mình. Đó sẽ là những cuộc thử nghiệm được tối ưu hóa xem bạn có thể đeo sản phẩm vào và thao tác hay không. Và sau đó là loại chân Challenger của chúng tôi. Đây là lần đầu tiên cả thế giới được nhìn thấy Challenger. Và nó đã lấp đầy khoảng trống giữa loại chân giả dành cho việc đi bộ hàng ngày và những loại chân giả mà bạn có thể chơi thể thao hay bóng rổ, boxing hay đi lại. Chúng tôi đã chuẩn bị cho vài người thử nó và họ đã có mặt ở đây để thử nghiệm các hệ thống khác nhau này. Và sau đó chúng tôi một dòng đầu gối có gắn chip chuyên dùng cho những người nào mất chi ngay từ đoạn trên khuỷu. Được rồi, thử nó đi. Ôi vâng, giờ bạn có thể thấy nó có thể điều khiển linh hoạt hơn chút ít so với việc chỉ ngồi vào xe lăn. Quay lại năm 2007, tôi đang hỗ trợ một đồng nghiệp thay lốp xe trên lề đường cao tốc tại Minneapolis. Khi có một đối tượng lái xe với tốc độ gần 90 km/h sát lề và đâm vào tôi từ phía sau, khiến tôi bị kẹp giữa hai chiếc xe. Kết quả của vụ tai nạn là tôi trở thành người tàn tật với hai chân bị cắt trên đầu gối, đồng nghĩa với việc cả hai chân từ đùi trở xuống của tôi đã biến mất. Tôi đang dùng một bộ đầu gối Ottobox X3 microprocessor. Chúng có một bộ vi xử lý tích hợp, các con quay hồi chuyển, dao động, ký dùng để điều khiển bộ phận thủy lực, giúp phát triển hỗ trợ hay lực cản phù hợp để tôi có thể cử động linh hoạt, giúp tôi đứng vững và bảo vệ tôi khỏi ngã. Chế độ chống ngã là khi nếu tôi vấp vào thứ gì đó hay là đi trên địa hình khác nhau, phần đầu gối sẽ biết điều đó và ngay lập tức nó sẽ thêm trợ lực thông qua bộ phận thủy lực và khiến tôi không bị ngã. Bạn biết đấy, nó cũng có cơ chế giống như bản lề. Anh có thể cho tôi xem được không? Vâng, tất nhiên. Khi tôi đang bước thế này, thì phần đầu gối sẽ hoạt động ở chế độ văng, có nghĩa là nó sẽ hầu như không tạo lực cản. Và khi tôi dừng lại và quyết định quay người, lực cản sẽ được tạo ra. Do đó, nếu như tôi dấn tiếp về phía trước, đầu gối sẽ cản lại và khiến tôi không bị ngã. Và khi tôi quay trở lại với tư thế thông thường, đi bộ bình thường, nó lại quay trở lại trạng thái văng và không có lực cản, giúp tôi dễ dàng đi bộ khoảng cách xa. Anh biết đấy, có thể là đi vòng qua vật cản, các nóc nhà, kiểu như vậy. Không có lực cản, đó là trạng thái văng. Nhưng nếu tôi đi chậm lại hay dừng hẳn, anh có thể thấy nó sẽ tạo ra lực cản, đẩy lại. Các loại đầu gối cơ khí hay các loại khác sẽ tiếp tục tiến lên phía trước vì trọng lực và cuối cùng sẽ khiến tôi ngã. Do vậy, đây là một thiết bị cực kỳ an toàn nhờ vào áp dụng công nghệ tiên tiến bên trong. Thật là có ý nghĩa, chúng tôi có một công việc tuyệt vời và rất biết ơn khi trở thành một phần của Thế vận hội Invictus, một phần của cộng đồng người sử dụng chi giả. Thật đáng ghi nhận khi chỉ trong 15 năm, tôi có thể ở trong một lĩnh vực phát triển vượt bậc và nhìn thấy sự thay đổi đó.